Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường xe ô tô, xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. 1. Giảm 50% chi phí trước bạ ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước. 2. Giảm kinh phí tổ chức F1, các đội đua đau đầu đối phó. 1. Giảm 50% phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo nguồn tin từ báo VN Express, ngày 29 tháng 5, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 84 về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh COVID-19. Theo đó, lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% tới hết năm 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng mặt hàng này sau COVID-19. Cùng đó, các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phát sinh từ tháng 3 cũng được gia hạn nộp thuế đến hết năm 2020. Chính phủ giao các bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi quy luật thuế tiêu thụ, đặc biệt hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước. Việc giảm phí trước bạ không giúp giảm giá xe, nhưng sẽ giảm các chi phí để xe lăn bánh. Hiện lệ phí trước bạ dao động theo khung 10-15% tùy địa phương. Nghị quyết của Chính phủ có hiệu lực ngay từ ngày ký. 2. Giảm kinh phí tổ chức F1, các đội đua đau đầu đối phó. Theo nguồn tin từ báo Zing.vn, FIA công bố điều chỉnh hôm 27 tháng 5 với giải đua F1, trong đó cắt giảm kinh phí tổ chức 3 mùa giải sắp tới. Cụ thể, ngân sách tổ chức mùa giải 2021 giảm xuống còn 145 triệu USD so với mức 175 triệu USD đã thống nhất trước đó. Các mùa giải tiếp theo chỉ còn 140 triệu USD năm 2022 và 135 triệu USD cho năm 2023. Việc cắt giảm ngân sách đã được ban tổ chức F1 đề cập từ đầu tháng 5 trong bối cảnh loạt giải đua bị hủy vì COVID-19. Quyết định này chắc chắn sẽ khiến các đội đua gặp nhiều khó khăn. McLaren đã tuyên bố sa thải bớt thành viên đội đua hôm 26 tháng 5. Ngoài cắt giảm chi phí, một số đội đua còn gặp khó khăn về tài chính khi vòng khởi tranh mùa giải năm 2020 tháng 7 đã bị hoãn. FIA cũng đồng ý giảm chi phí phát triển và thử nghiệm khí động học và động cơ xe đua mùa giải 2020 và 2021. Ban tổ chức F1 cũng đóng băng nhiều danh mục trong mùa giải 2020 và 2021, trong đó có phát triển khung ngầm và hộp số xe đua F1. Những hạn chế này cùng với kinh phí hạn hẹp khiến các đội đua có rất ít lựa chọn và nguồn lực cần thiết. Chẳng hạn, McLaren cần thay đổi để thích ứng với việc chuyển sang sử dụng động cơ Mercedes-AMG. Ngoài ra, các đội đua cũng bị hạn chế nâng cấp động cơ. Một số thay đổi khác được đề cập như việc tăng khối lượng tối thiểu của xe lên 749 kg trong mùa giải 2021, tăng 3 kg. Phần sàn xe trước bánh sau sẽ được gỡ bỏ để giảm lực ép xuống mặt đường. Ngoài ra, cũng chưa cần phát triển lốp mới trước khi ra mắt loại lốp 18 inch trong mùa giải 2022. Hiện xe đua F1 vẫn dùng lốp 13 inch. Vừa rồi là phần cập nhật tin tức về thị trường xe ô tô, xe máy trong nước cũng như quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phía dưới. Nếu các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi có nhiều ý nghĩa bổ ích thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ở góc bên phải của màn hình để nhận được những video clip mới nhất về các thông tin, tin tức, đánh giá xe mới, xe đã qua sử dụng của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.